Theo đó, trong ngày hôm nay, ngoài việc di dời toàn bộ hộ dân đến nơi mới, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng cũng đã tiến hành cuộc họp với huyện Kế Sách để giải quyết chính sách hỗ trợ các hộ dân. Trước mắt, ngoài 3 hộ dân có nhà bị sụp hoàn toàn được hỗ trợ 2 triệu đồng một hộ, các hộ khác cũng sẽ được hỗ trợ một khoản kinh phí để ổn định cuộc sống tại nơi ở mới. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng cũng đang khẩn trương lập phương án xây dựng bờ kè vị trí của khu vực bị sạt lở. Theo khảo sát của các ngành chức năng, trong khu vực vừa bị sạt lở tại xã An Mỹ còn phát hiện những vết nứt kéo dài khoảng 50 mét. Trước đó, vào 2 ngày 28 và 29 tháng 4, 3 căn nhà đã bị cuốn trôi gây thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng nhưng không có thiệt hại về người. Tỉnh Sóc Trăng từ trước đến nay ít khi xảy ra tình trạng bị sạt lở nên người dân và chính quyền rất chủ quan, không kịp trở tay nên hầu hết tài sản của người dân đều bị nước sông cuốn trôi.